45 tàu chiến, tàu ngầm và nhiều tàu khác vào hôm 30 tháng 7 đã tham gia sự kiện Ngày Hải quân hàng năm của Nga, một dịp phô trương về sức mạnh quân sự diễn ra ở Vịnh Phần Lan và trên sông Neva ở Saint Petersburg. Điện Kremlin cho biết khoảng 3.000 quân nhân hải quân tham gia cuộc duyệt bộ binh trên bộ. Trong buổi lễ tại Saint Petersburg, sau khi đi duyệt các tàu chiến, Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc diễn văn ca ngợi hải quân đã bảo vệ biên giới nước Nga trong nhiều thế kỷ qua. Tổng thống Putin nhắc lại lịch sử hải quân Nga từ đầu thế kỷ 18, trong đó ghi nhận nhiều trận hải chiến thắng lợi, cũng như thực hiện nhiều hải trình vòng quanh thế giới với nhiều phát hiện mới về địa lý, khoa học và kỹ thuật. Ông Putin cũng lưu ý rằng năm nay đánh dấu kỷ niệm 320 năm thành lập hạm đội Baltic, 290 năm thành lập hạm đội Biển Bắc và 240 năm thành lập hạm đội Biển Đen. Tổng thống Nga khẳng định hải quân nước này vẫn đang củng cố sức mạnh và trong năm nay 30 tàu đủ loại đã được biên chế. Theo Điện Kremlin, 4 nguyên thủ quốc gia châu Phi đã tham dự sự kiện hôm 30 tháng 7 và 5 quốc gia châu Phi khác đã cử đại diện. Họ được mời sau khi hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi tại Saint Petersburg kết thúc vào hôm 28 tháng 7. Tại đây, các đại biểu đã thảo luận về nguồn cung ngũ cốc và các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng về cuộc xung đột Ukraine. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.